Đây là toàn cảnh khu Katemo, khu tổ hợp cho thú cưng đầy đủ nhất tại Việt Nam. Và mình sẽ dẫn các bạn đi cà phê mèo ha. Chào em. Dạ, đúng rồi. Thảo xinh hết. Mình sẽ cắt những dép ở đây đúng không em? Dạ, đúng rồi chị. Dạ, mở dép cho tủ giúp em chị. Cảm ơn em nhiều. Để nó xinh xinh. Chào em. Trời ơi, bạn đang ngủ trên phòng đây này, dễ thương chưa? Này thì là con. Một cái cây mèo. Xinh quá. Ngon hay. Con má lát rồi. Má bé. Mặt nó một cười chưa? Đây có rất là nhiều đồ ăn. Trời ơi, mặt nó đang cười nè. Uống.